ba vợ trong phim. Đây là 100 triệu, rời xa con gái tôi. Bác à, tình cảm giữa con và con gái bác không thể nào dùng tiền để đong đếm được. Mày chỉ ít đúng không? 1 tỷ. Con không phải cái ý này. 2 tỷ. Bác à, con đối với con gái bác là thật lòng. 2 tỷ đã là cái giá cao nhất tôi đưa cho mày rồi. Mày với nó không còn một thế giới, sẽ không mang lại cho nó được hạnh phúc đâu. Xin lỗi nha bác, con không thể nào cầm số tiền đó được. Con không còn biết mày có lấy hay không, sau này mày không được gặp nó nữa. Dạ con hiểu rồi. Không có việc gì nữa thì con đi trước đi. Thực tế không có 200 triệu, đừng hòng ở bên cạnh cô gái tao. Bác à, con yêu con gái bác thật lòng mà. Yêu nó thật lòng thì có ích gì chứ. Bác à, con biết là vô ích, nhưng mà con sẽ nỗ lực. Đừng có nói nỗ lực hay không nỗ lực với tao, tao chỉ cần tiền thôi. Bác à, không có tiền thì nói kẹt tôi là bác, đi ra đi. Đi không, đừng có gặp cô gái nào nữa. Cái ông già này chết ông với tôi rồi.